Phần 32. Chủ tịch đa tài và bảo vệ giỏi. Đêm đã về khuya, Sương xuống làm lấm tấm đậu trên lọn tóc dài của Thụy Kha. Tiếng đàn vừa dứt, đặt đàn sang một bên, thì nhìn xuống cái bàn rồi quay về phía Thụy Kha mà nhìn cô ấy tình tứ. Mới đó mà hết cả mít khô với hạt điều rồi. Ăn tham thế. Một màu nhỏ mít khô vẫn dính ở mép Thụy Kha, cô ấy ăn theo phản xạ của đàn bà thôi chứ thực tình là không có cảm nhận thấy ngon chi cả cơ bản là tâm hồn cô cũng được thả trôi theo bài hát mất rồi. Hi hi hi, tại anh mải đánh đàn nên em ăn hộ thôi. Hi hi. Vẫn còn kìa, thìn ta tiếc rẻ một mẩu mít khô trên mép Thụy Kha, và thế là một nụ hôn nữa nồng nàn hơn, ngọt ngào hơn vừa nãy được đôi bạn của chúng ta trao cho nhau. Nó ngọt hơn vì nó có mít. Mình xuống nhà đi anh. Em thèm. Đến cửa tung, anh bế cô đi xuống cầu thang vào trong phòng rồi quẳng cô cái bụp lên giường la là lá la. la, la. Thụy Kha như cái nằm trên thớt, cô tỏ vẻ sợ sệt, này, anh định làm gì em? Thìn đưa lưỡi cho hết vị mít trên môi, đôi mắt sáng bừng quắc thước nhìn vào Thụy Kha, biết điều đừng có chống cự. Thụy Kha đặt hai bàn tay mình lên trên người, hai chân khép lại, ôi, em sợ quá. Làm gì thì làm đi, không dám chống cự đâu. Rất nhanh chóng, Thìn lại gần bên Thụy Kha để Thụy Kha không thể bỏ chạy nhưng Thụy Kha không vùng dậy để chạy, cô vùng dậy để vật anh xuống giường. Con run xéo mãi cũng quằn, dám bắt nạt em hả? Quả đúng là khi con người bị dồn vào chân tường thì sẽ có sức mạnh phản kháng, thìn cao to đến vậy mà Thụy Kha một phát đã đẩy anh nằm ngửa ra giường. Động tác thành thục như đã tập luyện hàng nghìn lần, vậy là nạn nhân biến thành hung thủ. Kẻ lãnh chịu hậu quả còn ai vào đây? Chết chưa, vừa nãy thì cứ rừng rưng tủm tìm nhìn cho lắm vào. Thìn không kịp phản xạ thì ôi thôi khỏi phải tả luôn rồi. Em mệt quá, em chết mất, em bắt đền. Thìn không dám động chạm mạnh vào Thụy Kha lúc này, chỉ sợ cô ấy vỡ ra mất. Anh nói nhẹ nhàng mà Thụy Kha có cảm giác như tiếng sấm bên tai. Cô có cảm giác như mình là vận động viên chạy marathon vừa về đích ở cự ly 5.000m là trọng tài lại phất cờ chạy thêm 5.000m nữa. Giờ đến lượt anh. La 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 la, la là lá la thời gian trôi đi hưng thịnh bắt đầu phải đối mặt với một số khó khăn trong vấn đề quản trị và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường kim ngân hay nói chính xác hơn là kim đúng là đang chơi ván bài tất tay để thôn tính hưng thịnh làm cho hưng thịnh kiệt quệ làm cho thụy kha dần dần mất khả năng duy trì hoạt động điều hành bình thường khó khăn trong công tác quản trị doanh nghiệp kim cùng lúc đánh trên mọi mặt trận từ chính thống đến phi chính thống làm thụy kha nhiều khi đã tính toán rất cẩn thận nhưng cũng không thể lường trước hết được Lợi thế của Kim Ngân chính là có mối quan hệ làm ăn thâm căn cố đế với hầu hết các ngành, các lĩnh vực trong đời sống kinh doanh của các doanh nghiệp. Thậm chí còn sẵn sàng hy sinh những lợi ích của chính bản thân công ty mình để phục vụ mục đích chặn mọi ngả đường làm ăn, chặn mọi khả năng trỗi dậy và lật ngược thế cờ của Hưng Thịnh. Theo tính toán của Thụy Kha và cũng chính là của Kim, khi mọi việc đến một thời điểm nào đó sẽ đến lúc mà hai người chơi bài lật bài ngửa với nhau. Và thời điểm ấy đã đến tại phòng làm việc của mình thụy kha đang chìm sâu vào những con số liên quan đến công ty thì cô nhận được một cuộc điện thoại là số lạ ngó nhìn xung quanh thì không thấy anh thìn đâu có lẽ đang ra ngoài đi vệ sinh thì phải thụy kha nhấc máy alo một giọng nói chầm chậm tự tin vang lên xin chào chủ tịch thụy kha nghe cái giọng đều đều này thấy quen quen nhưng thụy kha tạm thời chưa nhớ ra là ai ai đấy còn nhớ tôi không chúng ta đã gặp nhau tại buổi gặp mặt đầu năm vừa rồi lúc này thụy kha đã nhớ ra kẻ đang nói là ai cô là cũng chờ cuộc điện thoại này cái cô cần biết và vẫn âm thầm chờ đợi là muốn xem mục đích cuối cùng là gì chỉ có biết được mục đích của đối phương mới có phương sách mà ứng phó à là anh kim tổng giám đốc kim ngân không biết anh gọi cho tôi có việc gì thụy kha vẫn tảng lơ không quan tâm lắm trong mọi cuộc thương thảo làm ăn dù mình ở trong bất kỳ tình huống nào cô không bao giờ để mình rơi vào thế yếu ngay từ khi mới bắt đầu Kim hơi thất vọng về đối đáp vừa rồi của Thụy Kha. Cái hắn tưởng khi bấm máy gọi chính là phải nhận được sự vồ vập, khung núm của Thụy Kha. Bởi một lẽ, Hưng Thịnh đã nằm trong tay hắn đến 9 phần rồi. Vậy là cô vẫn nhớ tôi. Kim tôi vẫn có kẻ nhớ là mừng rồi. Thụy Kha suýt nữa, thì ẹ, anh Kim có chuyện gì mà phải đích thân gọi cho tôi vậy? Thấy thái độ Thụy Kha có phần cứng không như kỳ vọng, Kim đang nghĩ trong đầu thân lửa ưa nặng. Ha ha ha, tôi cũng không phải là rảnh, giờ chúng ta vào chuyện chính được anh nói đi tôi muốn nghe mục đích của anh khi giáp tâm thôn tính hưng thịnh là gì thôn tính không phải chỉ là đầu tư vào một công ty đang phát triển mạnh thôi làm ăn kinh doanh mà ở đâu có lợi nhuận là vào thôi vậy anh gọi tôi mục đích gì để bảo tôi dùng hai tay dâng hưng thịnh lên cho anh sao ấy chết ai lại làm thế có làm thế cũng chẳng được vì hưng thịnh đâu có nằm trong sự kiểm soát của thụy kha nữa phải không nào Thị kha tầm cái giọng này nhưng cô vẫn bình tĩnh hắn vẫn chưa nói ra mục đích của mình cô im lặng để nghe hắn nói tiếp đúng rồi phải không thế này đi tôi cũng chẳng muốn ép người quá đáng làm gì cô có còn đang nghe không nói đi tôi đang muốn xem vậy cuối cùng là anh muốn gì được cô đã muốn nghe thì tôi nói thẳng luôn tôi muốn hưng thịnh trở thành một thành viên của tập đoàn kim ngân điều này chỉ cần vài ngày nữa là sẽ thành công Cô nếu còn muốn làm chủ tịch của Hưng Thịnh thì thì cô biết rồi đấy, cô rất đẹp. Thụy Kha đã hiểu vấn đề, mục đích của hắn muốn thôn tính Hưng Thịnh, cô nếu muốn vẫn còn là chủ tịch thì phải lên giường với hắn. Hắn không nói thẳng ra như vậy, nhưng chừng ấy chữ là đủ để cô hiểu. Và nếu đã biết được mục đích rồi thì coi như cuộc điện thoại này đã hoàn thành sứ mệnh. Thụy Kha vẫn mãi mãi là Thụy Kha, ha ha ha, Hưng Thịnh trở thành thành viên của tập đoàn Kim Ngân. Cô rất đẹp. Ha 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 anh Kim thật là vui tính, anh đi diễn hài đắt đắt sâu lắm đây. Anh cho hỏi một câu được không? Nếu không tiện thì anh có thể không trả lời. Kim ở bên kia tím mặt vì thái độ diễu cợt của Thụy Kha, cô ta còn đang cười ha hả nữa kìa, nhưng kinh doanh vẫn là kinh doanh, hắn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh trong giọng nói, được, cô hỏi đi. Hỏi khí không phải, năm nay anh Nguyễn Mạnh Kim, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Ngân bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Kim vô tư nghĩ có khi cô ta muốn biết tuổi mình có hợp với cô ta không, ấy thế nên hẳn trả lời khá thành thật, 31 mà cô hỏi để làm gì. Thụy Kha giọng đanh như thép, 31 thôi à, anh không đủ tuổi để thôn tính hưng thịnh và chạm vào một sợi tóc của tôi. Nói xong Thụy Kha cúp máy, cô ngồi bịch xuống chiếc ghế bành, vừa rồi mạnh miệng thì mạnh thật, nhưng trong đầu cô vẫn chưa có phương án làm xoay chuyển tình thế. Thìn đứng ở ngoài cửa nghe cuộc điện thoại vừa rồi, không nghe thấy tên Kim nói gì, nhưng nghe Thụy Kha nói thì anh cũng đã hiểu phần nào nội dung cuộc điện thoại. Thìn mở cửa bước vào. Ở phòng tổng giám đốc tập đoàn Kim Ngân. Kim, alo alo. Tút tút tút. Kim bực mình ném mạnh chiếc vơ tu đính kim cương xuống đất làm nó vỡ tung ra làm mấy mảnh, dám khinh thường Kim này à? Ở bên cạnh Kim lúc này là một người chừng 40 tuổi là trợ lý của Kim, anh ta tên đoàn, Kim, bình tĩnh em. Mình vẫn là người đang nắm đằng chui mọi việc mà. Trợ lý đoàn là người thân tín nhất của Kim, anh ta gần như là một quân sư trong mọi đường đi nước bước, chính anh ta là người đã xây dựng lên kế hoạch thôn tính hưng thịnh từ đầu đến giờ. Kim nghe trợ lý nói thì xuôi xuôi đi một chút, nhưng con kia nó rắn như thế thì không hoàn thành được mục tiêu. Mục tiêu là thôn tính hưng thịnh, còn có mục tiêu khác nữa sao trợ lý đoàn giọng đều đều còn chứ là chủ tịch của nó nghe vậy thì đoàn ta trầm ngâm một lúc rồi phụt ra miệng cái đấy thì có khó gì chẳng phải tên vệ sĩ là người nó tin tưởng nhất hay sao kim tròn mắt ngu ngơ không hiểu thằng thìn ý anh là sao đoàn ghé sát vào tai kim nói cái gì đó mà tác giả vểnh tai trâu lên nhưng tuyệt không nghe thấy một điều gì cả trên đường từ công ty trở về nhà thụy kha và thìn ghé vào nhà mai ngọc để thăm bé cún chuyện công ty có thế nào đi chăng nữa nhưng bé cún giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của hai người rồi bé cún giờ đã chập chững biết đi lại còn bi ba bi bô mẹ mẹ bố bố gì gì nữa ghé thăm chơi nhưng cũng là tiện thể ăn cơm luôn ở nhà mai ngọc chỉ cần báo trước cho nụ là khi về có cơm ngon ăn rồi Cả nhà ăn cơm xong, trong bữa cơm thì rất ít khi Thụy Kha và Mai Ngọc trao đổi công việc, các cô muốn dành thời gian đầm ấm này cho những người thân yêu của mình. Cơm nước xong xuôi, Thìn đang chơi với bé cún ở trong phòng còn Thụy Kha và Mai Ngọc ngồi uống nước ăn dưa hấu ở phòng khách. Nụ rửa bát xong thì lau tay vào cái tạp dề, sau đó cô vào trong phòng của mình xách ra một cái túi ni lông màu đen được bọc cẩn thận. Nụ gión rén lại ngồi gần chị Thụy Kha, chị Kha, có cái này hai bác bố mẹ anh Thìn nhờ em gửi cho chị nói xong nụ đưa cái túi ni lông sang tay thụy kha thụy kha cũng chưa biết là cái gì mới hôm rồi điện về nói chuyện với mẹ không thấy mẹ bảo gì cả cô ngạc nhiên cái gì nhỉ sao chị không thấy mẹ chị bảo gì vừa nói cô vừa dở túi ni lông ra vật trong đó làm thụy kha cực kỳ ngạc nhiên vượt qua mọi sức tưởng tượng của cô là bốn cọc tiền 500.000 đồng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện có dây buộc và niêm phong của ngân hàng thụy kha không tin vào mắt mình sao bố mẹ anh thìn lại gửi tiền cho mình mình đâu có bảo chuyện tiền nong gì với bố mẹ đâu mình chẳng cho bố mẹ thì thôi có mấy lần rúi tiền vào tay mẹ nhưng mẹ không nhận nay sao bố mẹ lại gửi tiền cho mình thụy kha đặt bốn cọc tiền lên bàn rồi quay về phía nụ nụ mẹ chị gửi cho em từ bao giờ bác gửi theo xe ô tô lên cho em từ hôm qua bác điện em bảo phải đưa tận tay cho chị thụy kha tim đập mạnh lắm cô cố gắng để mình không có hành động gì quá lố trong giờ phút này nói cho chị nghe sao mẹ chị lại gửi tiền lên cho chị chị có bao giờ bảo bố mẹ là chị cần tiền đâu anh thìn chắc chắn cũng sẽ không nói nụ thấy chị kha hối thì bắt đầu cuống em em nghe mẹ em nói là hai bác đọc trên báo thấy công ty của chị gặp khó khăn nên hai bác gửi tiền lên cho chị em chỉ nghe nói vậy thôi chứ em không biết gì cả Thị Kha như sắp ngất đến nơi, mặt cô đỏ bừng. Chuyện cả thế giới này nghĩ về cô thế nào, nghĩ về công ty cô ra sao với cô không quan trọng bằng việc bố mẹ anh thìn. Cô nuốt nước bọt để ngăn dòng cảm xúc, hỏi nụ ngắt quãng, "Nụ, em phải nói cho chị biết, tiền bố mẹ chị có là từ đâu mà ra, nói cho chị biết đi." Riêng chuyện này Nụ được dặn là không được nói cho chị Thụy Kha biết, vì vậy cô tránh ánh mắt của chị, hai tay đan đan vào nhau như là kẻ đang bị hỏi tội, "Chuyện này, chuyện này, em không biết." em không biết đâu. Nhưng Thụy Kha tinh ý, cô thấy nụ nói nhát ngừng và nghe giọng biết là không thành thật, cô cũng trực khóc đến nơi rồi, nói đi nụ. Chị xin em, nói cho chị biết đi, nói đi. Là câu cuối Thụy Kha phải lên giọng để áp đảo nụ, và cũng là động tác để ngăn dòng cảm xúc đang lên đến họng. Nụ thấy chị lên giọng thì sợ run bắn người, chưa bao giờ thấy chị Kha nặng lời với mình như vậy, nụ đành phải thú nhận là hai bác bán ruộng muối. Thụy Kha bật dậy khỏi ghế, cô chạy như ma đuổi ra khỏi cửa phòng trung cư. Cô theo chỉ hướng exit mà chạy về phía cầu thang bộ. Cánh cửa cầu thang bộ đóng lại cũng là lúc nó đánh sập sự kìm nén của Thụy Kha. Cô ôm mặt khóc giống lên. Bố mẹ ơi, hu hu, hu hu hu. Hai triệu mà Thụy Kha vừa nhận được không phải là những đồng tiền chất chiêu qua ngày tháng giống 20 triệu mà một lần cô đã nhận của mẹ để lo cho anh Thìn. 200 triệu đối với Thị Kha mà nói thì nó quá nhỏ bé mà cô chưa bao giờ phải bận tâm và phân vân. Nhưng 200 triệu này đối với cô nó quý hơn cả 200.000 tỷ. Cô biết nhà anh Thìn có một mẫu ruộng muối là từ tổ tông hàng bao nhiêu đời tích tụ lại. Cũng là những ruộng muối theo lệ cha truyền con nối từ đời cụ đời kỵ để lại cho bố mẹ. Vậy mà. Nước mắt chảy ra để mang lại cho Thụy Kha sự chấn tĩnh trở lại. Cô vuốt vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh. Cô cần bình tĩnh để gọi điện về cho mẹ rút điện thoại ra thụy kha run run bấm số sau vài hồi chuông thì cô lại được nghe cái giọng quê quảng bình nhẹ nhàng và tình cảm ấy là mẹ thìn thưa kha hả con thụy kha mãi mới trả lời được là con đây mẹ hích hích mẹ ơi con nhận được tiền rồi sao thế con khóc à hay thằng thìn nó làm gì con không mẹ ạ à. hích hích con nhận được tiền rồi bố mẹ chẳng biết là con cần bao nhiêu, nhưng cũng hy vọng giúp con được tí nào hay tí ấy. Tất nhiên, trong lúc xúc động này, Thụy Kha vẫn đủ tỉnh táo để không nói cho mẹ biết rằng cô không cần khoản tiền này, rằng 200 triệu kia không có giá trị gì về mặt vật chất cả. Nhưng cái mà nụ vừa đưa cho cô không phải là 200 triệu, nó là thứ quý giá hơn gấp cả trăm ngàn lần, cái cô nhận được chính là tình người. Con cảm ơn mẹ, nhưng sao mẹ bán ruộng muối, lấy gì để làm hả mẹ? chuyện cần thì mình linh động con ạ, à, với lại bố mẹ cũng đã già rồi, làm muối vất vả lắm. nhân dịp này mẹ cũng tính là để bố con nghỉ ngơi ở nhà, còn mẹ vẫn còn sức thì theo cái hợi bán cá cũng được. từ ngày cái nụ đi, mình cái hợi làm cũng vất vả. mẹ ra chợ bán phụ nó cũng có thêm đồng ra đồng vào. vâng mẹ ạ, à, để khi nào công ty con hết khó khăn, mẹ cho con được mua lại ruộng muối mẹ nhé, đấy là ruộng mà cha ông để lại mà mẹ vâng mẹ ạ à, để khi nào công ty con hết khó khăn mẹ cho con được mua lại ruộng muối mẹ nhé đấy là ruộng mà cha ông để lại mà mẹ mẹ thìn hiền hòa ừ chuyện đó để tính sau đi con giờ con phải giữ gìn sức khỏe biết chưa mẹ chẳng biết gì chuyện kinh doanh mà giúp con được nhưng nghe mẹ nói này người đời nói gì thì mặc người ta con đừng bận tâm mình nghĩ gì làm gì mới là quan trọng con nhé nếu khó quá về đây với bố mẹ quê ta vất vả nhưng không ai phải nhịn đói ngày nào đâu con Vâng ạ, à, con nghe lời mẹ. Thôi, các con nghỉ ngơi đi. Mẹ phải chạy ra chợ tí đây, thuyền cá đêm sắp về rồi, ra muộn lại hết mất cá ngon. Vâng, con chào mẹ. Thụy Kha bụng vào miệng mình để ngăn khóc thành tiếng, mẹ hơn 60 tuổi rồi vẫn phải phi lên thuyền mà cướp cá với người ta. Ở trên này mình có thiếu thứ gì đâu, khắp cái đất nước Việt Nam này đâu đâu cũng có tài sản của mình, vậy mà mẹ không cho mình giúp mình cần nhanh chóng sớm vượt qua khó khăn này, sớm trở thành vợ anh thìn, lúc đó mình giúp bố mẹ mới nhận. Người quê đúng là nghèo, nhưng từ hèn không có trong từ điển. Thụy Kha cúp máy cũng là lúc vòng tay thìn từ đằng sau lưng ôm chặt lấy cô. Tại phòng làm việc của Thụy Kha đang diễn ra một cuộc họp rất quan trọng, đây là cuộc họp đánh dấu thành công hay thất bại trong chuyện công ty gặp khủng hoảng thời gian vừa qua. Cuộc họp tổng kết lại mọi khó khăn mà hiện nay công ty đang gặp phải. Tất nhiên, vẫn như thường lệ chỉ có ba người, gồm Thụy Kha, Mai Ngọc và Ánh Tuyết. Nói về cô gái tuyên quang giờ bụng bầu sắp đến ngày sinh rồi nhưng kiên quyết không nghỉ làm một ngày nào. Sáng anh chồng quang IT đưa đi làm, chiều đón về không sót một ngày nào. Chủ tịch có bảo nếu cần thì nghỉ sinh nhưng ánh tuyết không nghỉ, cô nói khi nào đau đẻ em mới nghỉ. Còn một người nữa có mặt nhưng không tham gia cuộc họp là Thìn, anh đang ngồi ở bàn của chủ tịch. Mở đầu cuộc họp, Thụy Kha nói, Mai Ngọc, em báo cáo tình hình đi. Mai Ngọc cố giấu lắm nhưng không thể giấu hết được vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt. Tình hình công ty hiện nay phải nói là cùng cực của Bi Đát. Thưa Chủ tịch, hiện nay tình hình công ty gặp rất nhiều khó khăn. Về nội bộ công ty thì đang có hiện tượng chảy máu chất xám. Rất nhiều cán bộ trung cấp trở xuống đã xin nghỉ việc để về đầu quân cho Kim Ngân với lời hứa về lương thưởng cao nhân viên cũng bị tình trạng tương tự họ nhận định rằng tương lai hưng thịnh sẽ trở thành một công ty con của kim ngân vì vậy họ lựa chọn về làm cho công ty mẹ nhưng có một điểm đáng mừng chính là toàn bộ cán bộ công nhân viên tại nhà máy may hưng yên không một ai xin nghỉ làm mặc dù bị các công ty bên cạnh có sự hậu thuẫn của kim ngân mời sang với mức thu nhập cao hơn hẳn về các đối tác mặc dù chúng ta đã chứng minh rất rõ ràng về sự khả năng tài chính nhưng các nhà thầu thi công ở các công trình trên khắp cả nước Đặc biệt là ở các dự án trọng điểm đã bỏ thi công, yêu cầu công ty phải thanh toán khối lượng đã hoàn thành, họ chấp nhận chịu phạt theo hợp đồng. Theo tìm hiểu thì việc này chắc chắn liên quan đến Kim Ngân, họ dùng mọi cách để ép buộc các nhà thầu phải dừng thi công, trong đó có một điều kiện là nếu làm cho Hưng Thịnh thì không được làm cho Kim Ngân. Các nhà thầu lựa chọn làm cho Kim Ngân vì dù sao đó cũng là một công ty có nhiều dự án hơn chúng ta. Về ngân hàng, cũng là kim ngân tác động mà hiện nay khả năng huy động tài chính từ ngân hàng của công ty gần như bằng không. Các ngân hàng không những không giải ngân những khoản vay mới, mặc dù chúng ta hoàn toàn đáp ứng được điều kiện, mà còn có văn bản không cho đáo hạn những khoản vay ngắn hạn đến kỳ thanh toán, những khoản vay chung và dài hạn đều ở tình trạng như vậy. Về phía khách hàng, cũng vì lý do nhà thầu tiến hành đình công, vận chuyển máy móc thi công ra ngoài công trình, một số khách hàng đã mua nhà của chúng ta bị kim ngân giật dây đã tiến hành đòi trả lại tiền, thanh lý hợp đồng đã ký. Về tài chính, thưa chủ tịch, mặc dù chúng ta ngay từ đầu đã cân đối tài chính để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh lệ thuộc vào dòng vốn mới. Nhưng khi sự việc kéo dài quá lâu, nhiều khoản tiền lớn từ phía đối tác, khách hàng phải thanh toán dẫn đến tình trạng bắt đầu mất cân đối dòng tiền. Lượng tiền mặt của chúng ta hiện nay còn rất ít, chỉ đủ để trả lương cán bộ công nhân viên và các khoản cần thiết trong vòng 3 tháng nữa tức là chúng ta chỉ có thể cầm cự được khoảng 3 tháng thưa chủ tịch nói chung là mọi thứ đang rất khó khăn ạ à. thụy kha nghe xong cô cũng có ghi chép những ý chính từng mục vào quyền sổ tay của mình cô nhìn về phía ánh tuyết về thị trường chứng khoán và các cổ đông thì sao ánh tuyết ánh tuyết ngồi thẳng lưng theo thế bà bầu làm cái bụng chửa vượt mặt ưỡn thêm ra cô đặt cái ipad lên bụng mà không cần giữ nó vẫn không rơi nhìn đến là buồn cười nhưng khuôn mặt thì cũng nghiêm trọng không kém tổng giám đốc, thưa chủ tịch, thưa tổng giám đốc. Theo kết quả mới nhất vừa cập nhật, hiện nay lượng cổ phiếu tự do mà Kim Ngân nắm giữ chiếm 25,4%, cộng với lượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập như chú Sang là 16%, tổng lượng cổ phần tính cả quy đổi hệ số thì hiện nay Kim Ngân đang nắm là 43%. Còn lượng cổ phần của tịch là 42,9%, họ hiện đang nắm giữ hơn chủ tịch 0,1%. Kim Ngân cũng vừa mới có văn bản đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường đại hội đồng cổ đông với hai nội dung chính là bầu lại chức danh chủ tịch, ban giám đốc và điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian diễn ra cuộc họp là vào thứ hai tuần sau, còn đúng 5 ngày nữa. Thủy Kha nghe xong thì trầm tư tính toán lại một lần nữa kế hoạch phản công. Trong thời gian vừa qua, biết Hưng Thịnh ở thế yếu nên chiến lược của Thụy Kha dựa trên tư duy phòng thủ thật chặt chờ đợi đối phương lộ sơ hở và khi thời cơ đã chín muồi thì tìm cách phản công thật nhanh kết liễu đối thủ trong tích tắc. Và thời cơ ấy hôm nay đã hội tụ đủ. Thụy Kha nói, đây là thời cơ để chúng ta phản công, lật ngược thế cờ. Diễn biến cuộc khủng hoảng của chúng ta từ đầu đến giờ chỉ xoay quanh hai chữ niềm tin. Đối thủ cũng dựa vào chiêu bài này để hạ gục chúng ta mà thôi, không có gì khác. Chúng ta trước nay chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài, hay nói đúng hơn là nhìn vào hiện tượng của cuộc khủng hoảng như giá chứng khoán đi xuống, nhà thầu bỏ thi công, ngân hàng ngừng cấp vốn, nhân viên nghỉ việc. À không nhìn vào bản chất của sự việc. Một lần nữa, tôi khẳng định, tất cả là do niềm tin của khách hàng, của đối tác và của chính nhân viên chúng ta không còn, hoặc không đủ để theo chân ta. Chúng ta còn 5 ngày, nhưng mất 2 ngày thứ bảy và Chủ nhật nghỉ vì vậy còn có 3 ngày. Giờ chúng ta sẽ huy động toàn lực để thực hiện một kế hoạch, ngã ở đâu thì sẽ đứng dậy ở đó, kế hoạch sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày mai. Các em nghe cho rõ đây. Mai Ngọc và Ánh Tuyết nghe xong thì phấn khởi, Mai Ngọc đứng phát dậy còn Ánh Tuyết thì chậm chạp đứng dậy theo, hai cô cùng đồng thanh, rõ thưa chủ tịch. Nhìn thấy hai cộng sự của mình, Thụy Kha có niềm tin rất lớn, tốt, hai em lập tức về triển khai ngay. Thắng hay thua tất cả là ở trận đánh này, khi Thụy Kha đang vuông tròn tam giác thì Thìn ngồi ở bàn làm việc của Thụy Kha nhận được một tin nhắn, nếu muốn cứu Hưng Thịnh, 14 giờ chiều mai có mặt tại địa điểm. Đi một mình, không được để cho Thụy Kha biết. Kim Lúc này ở bên nước Mỹ xa xôi đang là đêm, bà Hà và ông Dương đang mây mưa như chuyện bên Việt Nam chẳng phải là của mình. Nhưng không phải thế đâu, bà nũng nịu, mình à, mình có nghe nói gì chuyện công ty cái Kha không? ông dương tỏ vẻ chẳng quan tâm gì cho lắm cái ông tận hưởng chính là bàn tay mềm mại của vợ bà hà trước nay thương con gái nhưng sợ chồng một phép bà và ông yêu thương nhau nhưng tính ông dương quả thật là vô cùng đặc biệt trong chuyện gia đình với tư cách là người chồng đối với vợ thì ông chiều bà vô cùng chiều vô điều kiện nhưng còn trong chuyện dạy dỗ con cái cũng như trong kinh doanh thì ông rất gia trưởng Bà Hà biết được Kha đang gặp khó khăn nên đang tìm cách theo kiểu rất vợ hòng muốn ông Dương ra tay cứu công ty Hưng Thịnh. Bà biết nếu ông cứu khả năng được rất cao, chả gì ông cũng là chủ tịch một quỹ đầu tư xuyên quốc gia. Quỹ đầu tư của ông có thể làm thay đổi định chế tài chính của quốc gia nhỏ chứ không phải vừa. Kìa mình, mình không nghe em nói gì sao. Bà Hà nhéo nhéo chồng một cái để gây sự chú ý. Ông Dương đành mở mắt ra trả lời, có nghe nói. Vậy mình giúp con nó đi. Nó nhờ mình nói với anh à, không mình biết tính con khai nhà mình rồi đấy nó đã bao giờ hỏi xin em và mình cái gì đâu từ ngày nó về việt nam đến giờ cũng chưa bao giờ nhờ mình phải giúp nó cái gì em thấy con nó đang vất vả quá thì nói với mình thôi mình giúp nó đi mình dù gì nó cũng là con mình mà nó bảo với em sau đợt này nó sẽ cưới thằng thìn đấy ông dương đang cơn cảm xúc thì bị ngắt quãng bởi việc không đâu xong đi đã rồi tính ông dương ra điều kiện bà hà thấy có cửa sáng thấy người ta cho mình cơ hội thì phấn khởi hẳn ra với lại việc này lại sướng vào thân nữa bảo sao không thích cho được và thế là bà hà vùng dậy tận tâm tận sức vừa giúp chồng và cũng như đang giúp đỡ chính bản thân mình phải đến hơn 15 phút sau thì mọi chuyện mới xong bà hà trườn lên nằm cạnh chồng xong rồi nhé giờ mình giúp con đi nhưng ông dương đùng đỉnh như không tôi không giúp gì đâu trong kinh doanh gặp phải những chuyện như thế là bình thường nó phải tự mình đối mặt và vượt qua, mà thực ra đã đến nước cạn đâu, bên nào thắng, bên nào thua còn chưa biết mà. Bà Hà nghe xong thì rít lên, "Mình lừa em, mỏi hết mồm rồi đây này, em ứ chịu đâu, ứ chịu đâu." Kể từ khi Thị Kha hạ lệnh thực hiện kế hoạch phản công, ngay lập tức toàn bộ hệ thống từ cấp cao nhất đến các nhân viên khắp cả ba miền Bắc Trung Nam, tất cả các chi nhánh, nhà máy, công trình của Hưng Thịnh trong cả nước gấp rút làm việc giống như là lệnh tổng động viên vậy một không khí mới, một niềm tin mới, một hưng phấn mới như tỏa đều và đậm đặc tới toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty. Họ tin rằng mọi việc sẽ trở lại như xưa. Đêm hôm qua, hơn 12 giờ đêm bộ tứ thị Kha, Thìn và Ánh Tuyết, Mai Ngọc mới về đến nhà. Tất cả các công việc thuộc tầm quản trị, thuộc phạm chủ ra quyết định bình thường nếu đúng quy trình phải mất đến cả tháng trời, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mọi thứ được giải quyết chỉ tính bằng giờ. Đến khoảng 13 giờ trưa ngày hôm sau, hầu như tất cả mọi thứ đã được hoàn thiện theo đúng kế hoạch mà chủ tịch đặt ra. Nhân việc này mới thấy được giá trị của công ty mà Thụy Kha đã gây dựng kể từ ngày thành lập, đó chính là hưng thịnh từng bước, từng bước đã xây dựng được một hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả phân lớp phân tầng hết sức khoa học. Mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi cấp quản lý phụ trách những công việc cụ thể theo đúng chức năng nhiệm vụ. Cả ngàn con người nhưng tất cả đều giống như một chi tiết của một cái máy, rất hợp lý không thiếu không thừa chỉ cần bấm nút là cả bộ máy ấy chạy êm du chả thế mà thụy kha hầu như không bao giờ trực tiếp tham gia vào những vấn đề chi tiết có cần chỉ đạo gì cô chỉ cần tóm cấp dưới trực tiếp của mình là mai ngọc thế là xong mai ngọc và ánh tuyết phấn khởi bước vào phòng chủ tịch thụy kha và thìn cũng vừa ăn chưa tạm tại văn phòng mai ngọc hưng phấn nói đầu tiên báo cáo chủ tịch mọi thứ đã được chuẩn bị xong đúng như kế hoạch của chủ tịch em chỉ điều chỉnh những chi tiết nhỏ cho phù hợp thôi ạ à các em làm tốt lắm. Đúng 14 giờ chúng ta bắt đầu. Ánh tuyết ưỡn phè cái bụng lên, sáng sớm nay, được anh chồng nhỏ thó của mình đưa đi làm. Ánh tuyết trước mặt chồng còn xoa xoa vào cái bụng mà nịnh con, dai của mẹ, có định chui ra thì cũng đợi hết ngày hôm nay nghe con. Hôm nay mẹ bận nhiều việc lắm làm anh chàng quang IT nhà ta cười nắc cả nẻ. Ánh Tuyết nói về vấn đề không phải thuộc phạm trù báo cáo giống như những lần trước, một chuyện mà đến hôm nay, khi cô đã cùng công ty trải qua đầy đủ những giờ phút thăng trầm, từ lúc phát triển quá nóng đến lúc gặp khủng hoảng, cô mới dám nói với chủ tịch như một đứa em gái, chị Thụy Kha, em và chị Mai Ngọc là người gần gũi chị nhất. Chúng em hiểu và luôn tin tưởng vào chị sẽ giúp Hưng Thịnh vượt qua giờ phút khó khăn này. Việc chị giao, chúng em đã hoàn thành 100%, nhưng từng đó chưa nói lên được điều gì, Tất cả thắng thua thế nào cả công ty trông đợi vào chị. Chị ơi, cố lên. Thìn, Thụy Kha và Mai Ngọc mắt tròn mắt dẹt nhìn ánh tuyết như kiểu cô ta vừa từ trên mặt trăng rơi xuống. Cũng là lần đầu tiên, những lời nói không mang ý nghĩa công việc được ánh tuyết hồn nhiên nói. Mai Ngọc thì gắn bó với Thụy Kha từ những ngày đầu tiên thành lập công ty, còn ánh tuyết mới được gần gũi chủ tịch được gần 2 năm chứ không nhiều. Trong mắt của Mai Ngọc và ánh tuyết, chủ tịch Thụy Kha tuy là gần gũi nhưng cũng xa vời tít tắp. Chủ tịch tuy chẳng bao giờ câu nệ, nhưng Mai Ngọc và Ánh Tuyết luôn cảm thấy một cái uy cực lớn từ chủ tịch, cái uy ngầm ấy luôn chấn áp các cô mà nhiều khi các cô không hiểu được là nó từ đâu tới. Chẳng thế mà mỗi lần trước khi gõ cửa phòng chủ tịch, các cô đều phải hít một hơi thật sâu, khi nhịp tim đập lại bình thường mới dám bước vào. Thụy Kha thì từ hôm Ánh Tuyết và Mai Ngọc ăn Tết cùng mình ở trong viện đã coi hai đứa như em gái rồi. Ngoài công việc, cô đều dùng danh xưng chị em nhưng ánh tuyết và mai ngọc đâu có dám vậy mai ngọc thì chưa lần nào dám dùng từ chị còn ánh tuyết thì hôm nay là lần đầu tiên các cô mở miệng ra đều là hai chữ chủ tịch nhưng có lẽ ánh tuyết không biết được rằng thì làm mà cô gọi là chị làm chính thụy kha cảm thấy ấm áp biết nhường nào cảm thấy gần gũi biết bao ánh tuyết và mai ngọc gắn bó với thụy kha đến ngày hôm nay cũng dựa trên quan hệ chủ tớ nhưng đến giờ này có thể khẳng định Mối quan hệ ấy đã nâng lên một tầm cao mới, nó được bền chặt hơn bởi họ còn coi nhau như những người bạn, như chị em thân thiết. Mai Ngọc và Ánh Tuyết là nhân tố cực kỳ quan trọng trong quản lý và điều hành công ty, hai cô này mà có bụng dạ làm phản thì không còn cơ hội mà chống đỡ đâu. Thụy Kha nghe được lời động viên vừa rồi thì mỉm cười, cô nhìn về phía Mai Ngọc và hỏi, "Mai Ngọc, em có biết Ánh Tuyết đâu không nhỉ? Sao chị không thấy em ấy?" Cả căn phòng cùng cười vang vì câu hỏi của Thụy Kha. Trước